Dạ Bùi Hải Vlog xin chào ông bà cô chú anh chị trên kênh của Bùi Hải Vlog ạ. Thì chiều nay Bùi Hải với Hải Mi 14 với mấy tất cả anh em YouTube ở đây lau mộ cho cậu ha cô chú anh chị. Hả? Chia bùi với vợ bán cơm chay. Sao vậy? Cậu nó mắc rồi, ngày mai nó nghỉ bán một tuần. Nó buộc ngày mai mình đi mua, cậu muốn cơm thì mình phải đi mua. Là ngày mai là phải đi mua. Mai đi mua. Nói cậu bán cơm mắc quá anh. Hay nghe vậy đó. Chuyện nãy vô anh Ngọc hỏi sao sao mà nghỉ mua anh Ngọc đó. Rồi, bây giờ lau một cậu thôi. Đấy đây nè cậu. Anh Nam không quay luôn hả anh Nam? Cái này anh Nam làm YouTube nó nóng ghê luôn. Làm YouTube làm sao mà thấm nhẵn còn dây chuyền quá trời chẳng ngọc sòn 18 ly. Giống của bà Lê Hải vậy. Nó mới điện báo. Nó bán cái nào hot hot nó quay. Là hot hot Nam mới quay được hả? Đúng là anh Nam thiệt chứ. Anh Nam thấm cái nhẵn cái học sòn 18 ly. Đi Vũng Tàu hả vậy? Học sòn 18 ly nha, của bà Lê Hải. Của bà Lê Hải đó, đánh mất. Chẳng học sòn 18 cái ly. Đi cái chung với thái xe lam chặt tay bà. Tướng cướp như tình. Thái xe lam. Cái tuần đó ai đóng không? Tuần đó cậu đánh. Cậu đóng đó. Cậu đóng trước hay là mấy người kia đóng trước? Cậu đóng trước. Cậu đóng trước tiên luôn hả? Không. Cậu đóng trước mà. Không. Cậu đóng người đầu tiên. Năm đóng sao mà. Sao? Ai đóng ông kia rồi. Tuần đó là nếu mà em nghe em biết cái tuần đó hay là năm năm mấy? Năm 2022 gì đó. Để tôi nhớ coi ngày nào đóng. Nhân này sau nó nhỏ xíu anh Ngọc. Lúc mà cậu nhớ là không làm rồi, cậu hát tuần này là lúc là ông Nam Cam mất. Ông bị bắt. Ông Nam Cam bị công an Tiền Giang bắt con. Thấy công an Tiền Giang tôi nổi tiếng không? Chiều nay công an Tiền Giang của em là lên bắt không đó. Bắt mấy người mà kiểu như là này kia không á. Tiền Giang ghê lắm. Tiền Giang cả ông ăn hối lộ. Ừ. Bắt nhanh. Bắt là dính tội không chứ không có phần. Giấc tối mà ai đi tàu lao rồi cũng mang từ Tiền Giang mất hết. Chứ tao đi tàu la tao gặp nha. Mấy chú cái này làm gì đứng đó mấy chú. Khỏi luôn là lượt trả. Hai khỏi luôn à. Cái dây đèn vỡ lung linh sao hả? Dạ cái đuôi xe vỡ lung linh luôn. Mấy chú làm gì đây nha mấy chú. Nóng ghê luôn. Rồi thắp nhang cho cậu. Chú hả? Ừ. Để cây quay ở đây đi. Dựng máy đây đi. Bữa nay nó về sớm. Vì nó được một cái. Lãng qua YouTube sao mà tắm cái nhẫn ngọc tròn giống như anh Nam. Đâu cái này. Hiểu rồi. Hiểu không? Hiểu rồi.
người ấy lao mặt anh Năm lao lại. Bắt trước à. Không, em cũng lao mặt lại vậy. Có dơ đâu, mấy lớp trước mới dơ, còn sao lại là sạch. Sư phụ có, sư phụ mới nói chuyện nhỏ đó, nhỏ đó sư phụ đi đâu rồi? Sư phụ chạy theo rồi. Hai chồng nhỏ đó đó. Ờ. Nó đầu trên bánh ké á. Hỏi làm kênh thì khúc làm sao? Dẫn đi luôn. Chết luôn. Sư phụ này kỳ quá rồi. Công ăn cũng để ý kỹ ha. Để ý kỹ nha. Không nhớ bây giờ nấu không nhớ. Em phải để ý gì chứ? Vậy là anh không không có để ý tới 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 à. Em Út mình rồi. Trong khói này chỉ nứt thôi mà. Nứt tại không sao đó. Có này có nhiều cái mà. Có nhiều. Mình qua bên đây mình lau mộ cậu xong xuôi thắp nhang rồi. Giờ mình qua bên đây mình lau mộ cho cô Huệ. Chùi hả? Chùi cho khúc này bên đây nè. Bên đây cái mình chùi xong cái qua ngày sau cái mình chùi chi hết. Mình lau giải này đi, bắt đầu ngày mai cái mình lau thêm giải kia. Ngày lau giải. Rồi mấy ông khúc mặt khúc mày tròn thơm của cậu nè. Được mát mẻ. Lao trước đi, trước mình đi thắp nhang sau. Đây đưa đây chị cắm à, cho cái này. Xem quay lại rồi. Em nghe. Ồ, đang quay nè. Cái gì cũng mẹ là hết. Quay cảnh luôn. Sao sao đi vô quá. Xin đồn bước vô. Đó, bước vô đó đó rồi. Mình lau. Giờ mình nhấn ra một bắt thời nha.
có cái tàu đó. Lao sạch sẽ rồi. Mình phải ít thời gian ra mình làm. Một đầu mình đi qua bên đây. Bữa nay lau một dải bên đây, bắt đầu ngày mai mình lau dải bên kia. Giờ mình lau trước đi, chút mình đi thắp nhang sau. Mới này thì tôi chỉ hết luôn. Lâu rồi có ai lao đâu mà không chứ. Chứ cái này nè, mình đừng có rửa nước, không có sạch đâu. Lấy cái khăn đó chị, nhúng nước xuống đầu á, mình dắt cho khô bắt đầu lao sạch lắm luôn á. Dạ, Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây. Cô chú anh chị xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog vào ngày mai ạ. Bữa nay Bùi Hải với mấy chị lau một dải mộ bên đây, ngày mai bắt đầu tới mình lau bên đây. Ngày lau dải vậy ha cô chú anh chị. Bây giờ mình lau trước đi, chút xíu mình đi thắp nhang sau. Dạ, ông bà cô chú có xem kênh Bùi Hải, có thương Bùi Hải thì cho Bùi Hải xin một lượt like, một lượt đăng ký để Bùi Hải có động lực làm những video hay nhất tại mộ người xỉu Tú Vũ Linh. Gọi tới cho cô chú anh chị gần xa xem mặt. Một lần nữa Bùi Hải xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ạ. Chị thắp trước đây chị. Dạ, Hải Mi 14 cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị ơi. Xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Hải Mi 14 vào ngày mai ạ. Ông bà cô chú có xem kênh của Hải Mi 14, có thương Hải Mi 14 thì cho Hải Mi 14 xin một lượt like, một lượt đăng ký để Hải Mi 14 có động lực làm những video hay nhất tại mộ người xỉu Tú Vũ Linh, gửi tới cho cô chú anh chị gần xa xem ạ. Một lần nữa Hải Mi 14 xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ạ. Đăng clip đi rồi thắp nhang cho nó khỏe. Thôi đi đăng clip đi rồi đi vô thắp nhang.
thôi để chút còn thắp nhang.